Này, cầm lấy đi. Trước một người bạn đã giới thiệu cho tao, nhưng mà giờ tao quyết định về quê rồi, không cần nữa. Mày thử đi. Nhân viên số thời trang ấy, lương cũng ok, tao nghĩ sẽ hợp với mày. Để tao thử xem. Cố lên nhá, biết đâu mày sẽ may mắn hơn tao. Còn có mỗi hai cái thôi. Mà cái hàng này nhá, nó là hàng... Ừ rồi em xem hàng đi. Nó là hàng QC cao cấp đấy. Nó đẹp đến từng đường kim mũi chỉ luôn. Cái váy này nhá, mà mặc đi tiệc thì em nói thật một điều luôn là hết nước chấm. Bà nào mà chồng bỏ chồng chê nhá, quất cái váy này một cái là chồng mê tới già luôn. Đồng ý không ạ? Cứ nghe em, tin em đi. Mặc cái váy này không bao giờ phải hối hận đâu ạ. Dạ, xin việc ạ chị ạ. Ừ rồi, chờ chị một tí. À, các chị yêu ơi, nếu mà chị nào mà đang quan tâm đến cái váy này nha thì để lại giúp em thông tin ở dưới comment nha. Lát nữa em sẽ inbox cho các chị nha. Bây giờ em xin phép kết thúc phiên live tại đây ạ. Hẹn gặp lại các chị sau nha. Em xin việc thật đó. Dạ vâng ạ. Ừ, chào chị cái. Dạ. Để con chờ đấy mẹ nhé. Ôi trời. Này chị bảo này, cửa hàng chị ấy chỉ tuyển nhân viên nữ thôi. Nam như này chị sợ là hơi bất tiện ấy. Ôi, em cái gì cũng làm được chị ạ, chị cứ tin ở em. Cái gì cũng làm được à? Mà chị trông nhá, cao to đẹp trai như thế này, gu này là hợp với cái gu của chị đấy nhá. Chị ở thật này, em có nghiện không? Ừ, sao lại thế hả chị? Ừ, không nghiện là tốt rồi. Nhưng mà không có bệnh tật gì đúng không? Thanh niên trai tráng như này có bệnh thì chắc là chỉ cái bệnh thiếu tiền thôi đúng không? Ừ, xin tự giới thiệu, chị là Trang, đây là con gái của chị gần 2 tuổi. Thế nhà em ở đâu? Em thuê trọ cũng khá xa chị ạ. Xa à? Ờ thế thì hôm nào mà đi làm mà về muộn ý thì cứ ngủ luôn tại cửa hàng này cũng được. Chị thoải mái, không vấn đề gì cả. Chị dễ tính, chị dễ lắm. Thế để chị phổ biến công việc cho em nha. Rồi cắt hộ chị gái. Đây, bé con ạ. Ôi dồi ôi. Công việc chủ yếu của em ý là bán hàng, trông hàng. Lúc nào mà rảnh rỗi mà không có khách ý thì ngó qua con bé con giúp chị. Nó dễ tính lắm. Bây giờ ấy, em vào em pha hộ chị một bình sữa 250ml, nước là nhiệt độ là 40 độ C, cứ một muỗng gạt là 20ml. Mà nhớ nhá, là nước trước sữa sau. Sau đấy thì em ra đây em kiểm tra xem cái bình của nó đầy chưa, xong em thay luôn nhá. Thôi chị ơi. Sao? Em thường chỉ bán hàng thôi ạ. Thì vẫn bán hàng mà. Nhưng mà ai mà chẳng phải làm bố làm mẹ đúng không? Làm dần cho quen. Chị bảo nhá, bình thường ấy, nhân viên thời trang là chị chỉ trả có 3 triệu một tháng thôi. Em nhá, mà làm được cả hai việc một lúc ý là chị trả gấp đôi, lương 8 triệu. Thôi thử đã, vào việc luôn. Ôi, nhá. Chị ơi, em không làm được đâu ạ. Em xin phép em chị tuyển người khác chị nhá. Chị cứ thử đã. Chị bảo. Từ, ôi dồi, từ đã, 9 triệu bao ăn nhá. Thôi được rồi, 10 triệu ra cuối. Em. Em chào sếp ạ. Mới đi gặp khách hàng về à? Dạ vâng ạ. Có được việc không? Dạ tốt sếp ạ. Em xin phép. Sếp, chân sếp đỡ chưa ạ? Không sao đâu. Bao giờ đi gặp khách ký hợp đồng đại lý đấy. Dạ, bây giờ em đi luôn ạ. Cố gắng nhá. Em cảm ơn sếp ạ. Dũng, tôi có một vài bí quyết thương thuyết với khách hàng. Thực ra là kinh nghiệm rút ra trong quá trình làm việc thôi. Lát tôi gửi cho cậu tham khảo. Có khúc mắc gì hay cần hỗ trợ thì cứ gọi nhá. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chú Dũng, chú đã xem hợp đồng cháu gửi chưa ạ? Có vấn đề gì không chú? Chú đi đâu đấy ạ? Chú ngồi xuống đây. Chú ngồi xuống đi ạ. Cháu mời chú ký ạ. Rồi, chú ký cho cháu một chữ vào đây là xong. Đây, cháu mời chú. Chú ấy có tí vấn đề với vợ. Sao đấy ạ? Chia tay hả chú? Thôi, cháu chia buồn với cô chú nhá. Nhưng mà chuyện gì đi chuyện đấy. Chuyện công việc chú cháu mình thì chú cháu mình cứ như thế thôi ạ. Không phải thế. Sao đấy ạ? Bà ấy ký hợp đồng với người khác rồi. Sao lại thế ạ? Sao với chẳng cái gì? Cậu ấy, cậu làm ăn lươn lẹo, định cấu kết với lão này, lừa tôi để chia trao đúng không? Đâu ạ?
Cấu kết chia chác cái gì? Nói linh ta linh tinh. Linh tinh cái gì? Tôi sẽ kiện cậu lên thẳng công ty để cho họ đuổi việc cậu cho trắng mắt ra, cho chừa cái thói làm ăn gian dối đi. Mà cậu ấy, cậu nhìn kỹ mặt tôi đây này, đừng bao giờ bước chân đến đây nữa. Chú, sao lại thế ạ? Chú, ghen quá cháu ạ. Chú không nuốt lời với cháu như thế được đâu ạ. Ra cái hợp đồng này là nhà chú không được ký với mày, nhưng mà vì mày đưa ra quả thính thơm quá với mày bán cho tao cái loa nên tao tham. Mà không biết có thằng nào đi mách với bà ấy, mà nó lại đưa ra cái mức chiết khấu còn cao hơn mày cơ. Cái bà ấy ký bố nó luôn. Thôi, thông cảm cho chú, chấp nhận cháu ạ. Còn lâu cháu mới chịu ấy, chú hứa là chú phải làm chứ. Chú làm ăn kiểu gì đấy? Chết, bây giờ mày bảo chú làm nào? Thì chú ký với cháu là được. Nhưng mà bà ấy ký với người ta rồi. Thì chú hủy hợp đồng với người ta đi, chú ký với cháu. Nhưng mà tao không hủy được. Sao mày lại không hủy được? Vì tao không có quyền. Cháu xin chú đấy, chú bảo chú nói với cô một câu là xong ạ. Tao chịu không nói được. Chú nói được mà, cháu không chịu đâu, chú nói với cô. Đi, cháu xin chú đấy. Cháu chú bảo chú nói chuyện với cô một câu là xong. Điên này. Đi. Mày bỏ tay ra, mày định làm gì? Đây là nhà tao đấy. Mày định đánh nhau à? Ôi, lại hợp đồng mới, đỉnh thế nhỉ? Tôi bắt đầu thấy sợ ông đấy. Hay là cho tôi vào team của ông đi, dính máu ăn phần tí. Tháng nào tôi chạy KPI muốn tụt thế nào không ạ? Ăn may mà. Nói cũng phải mê tín chứ. Chắc gì lần sau ông vào team tôi đã hợp phong thủy như thế. Từ chối khéo đấy. Từ chối như thế đi. Thì cái gì? Ôi, trường này ăn gì tôi mời? Phải thế chứ. Này, tại sao ông lại làm thế? Làm gì? Ông nói chuyện rõ ràng rành mạch cho xem nào. Nhân viên kinh doanh mà kỹ năng giao tiếp như vậy là hơi yếu nghề đấy. Ông cướp khách hàng của tôi là còn nói không liên quan à? Mặt ông cũng dày thật đấy. Hâm à? Tôi thì làm sao mà cướp được khách của ông? Ông nói chuyện cũng phải có lý một tí chứ. Này, đừng có cái kiểu mà không tìm được khách thì bắt đầu kiếm người gây sự nhá. Đại lý Dũng Nguyệt mà tôi đã bỏ bao nhiêu công để chăm sóc thuyết phục. Chú Dũng hẹn tôi hôm nay lên để ký hợp đồng, mà ông lại dở trò hớt tay trên ký hợp đồng với cô Nguyệt là sao? À, đại lý Dũng Nguyệt, tôi nhớ rồi. Tối qua cô Nguyệt có chủ động inbox cho tôi, muốn nhờ tôi tư vấn về chính sách mua hàng cấp đại lý năm nay. Tôi lại có biết đấy là khách hàng của ông đâu. Ông đừng có vờ vịt. Tôi nói thật mà. Trong máy tôi vẫn còn lịch sử trò chuyện của tôi với cả cô Nguyệt. Đọc con khách này. Chào cháu, cô đang quan tâm đến sản phẩm điện tử gia dụng của Á Đông, nhờ cháu tư vấn. Hết rồi. Đây. Ông đen. Tôi nghĩ là chắc do ông ăn ở nào ấy. Miếng ăn đến miệng, ai để rơi dưới đất bao giờ. Muốn dở trò thiếu gì cách. Mấy cái tin nhắn này không chứng minh được là ông không dở trò khuất tất sau lưng đồng nghiệp. Như thế là ăn cướp đấy. Thì sao? Ông có bằng chứng chứng minh tôi cướp khách của ông à? Ừ? Không có bằng chứng mà đi nói linh tinh thì tôi hoàn toàn có thể kiện ông về tội lăng mạ người khác đấy. Non. Ui, lên đi, mày lên đi, hẹn nhau ở chợ nhá. Ra chợ luôn. Như bò ấy. Ông thế này, nếu ai ngu, có mày ngu thì có. Cô sinh tử luôn này. Bắt đi. Nhau con. Giao tiền đi.